Vào ngày này, năm 2010, tại sân vận động Saitama, Nhật Bản, đội tuyển quốc gia nước này đã tạo nên một trận đấu lịch sử khi giành chiến thắng 1-0 trước Argentina. Trước đó, hai đội tuyển này đã gặp nhau tổng cộng 7 lần và tất nhiên cả 7 trận đấu đều kết thúc với phần thắng thuộc về đội bóng của Nam Mỹ. Nhưng trận đấu này là một cột mốc đáng tự hào với bóng đá và người dân xứ Phù Tang, khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản đánh bại Argentina. Chiến thắng này cũng rất đặc biệt và đáng nhớ khi đó là trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Alberto Zaccheroni, người vừa mới chia tay câu lạc bộ Juventus, trong khi huấn luyện viên lúc đó của đội bóng xứ Tango là Sergio Batista, người được bổ nhiệm để thay thế Diego Maradona sau World Cup 2010 tại Nam Phi. Trận giao hữu này đã kết thúc với tỷ số 1-0 với pha lập công duy nhất của Shinji Okazaki, cầu thủ đang thi đấu cho Leicester City. Điều đáng nói là trong đội hình thi đấu của Argentina ngày hôm đó vẫn xuất hiện đầy đủ các anh tài như Lionel Messi, Carlos Tevez hay tiền đạo lúc đó đang ở phong độ rất cao là Diego Milito. Cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản giành chiến thắng là Okazaki, nhưng người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là thủ thành Eiji Kawashima. Anh đã chơi một trận đấu xuất thần và có những pha cứu thua không tưởng trước những chân sút hàng đầu bóng đá châu Âu thời bấy giờ. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng cho đến bây giờ và cả về sau, mỗi khi nhắc lại, nhiều người hâm mộ hay cầu thủ Nhật Bản vẫn còn thấy chút nôn nao, hạnh phúc. Nếu bạn thấy thích video này thì cũng đừng quên bấm subscribe để có thể theo dõi những video mới vừa được up lên YouTube cực kỳ nóng hổi của bóngđá.com.vn nhé.